chế này quá đẹp à. Chế này chín đẹp quá nè. Nãy giờ mới thấy một em này đẹp nhất á. Em này đẹp quá à. Em này chín đẹp quá. Hello, xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Mình là Hòa Ivy đây nè. Cảm ơn mọi người đã trở lại với kênh của mình nha. Bữa nay mình không có nấu nướng, mình đi ra vườn chơi với lại thằng nhóc. Thằng nhỏ chiếu mấy cái bông hoa cho các bạn coi ha. Này, cái bông này đẹp không? Quá đẹp ha. Không biết cái bông này nó xà xuống dưới đất à. Cái bông nó bự dễ sợ không các bạn? Đẹp mà không biết cái tên nó là cái gì. Đó. Cái này coi nè, nguyên một cái bụi bông màu trắng nè. Cái bụi bông này là cái hoa dại đó các bạn. Hoa dại hôm bữa ông xã mình ông lấy từ trong cái chuồng gà. Cái chuồng gà nó cây nó nhỏ xíu à, nó thấp xuống nè mà ảnh đem ra đây ảnh trồng nè. Ảnh đem ra đây ảnh trồng mà nó thành một cái bụi to đùng luôn các bạn. Bụi to đùng rất là đẹp nha. Đó. Bữa nay trời cũng mát mẻ đẹp đẽ, mát lắm. Cho nên ra vườn quay cho các bạn coi nè. Cái cây này nó bướm ong bướm nó tới dữ lắm nha. Đó, cái bụi nó có chút xíu á, hoặc là hoa dại nha chứ không phải là hoa. Đó, đẹp không các bạn? Trồng ngay trước cửa nhà mình á, bên hông nhà. Ôi trời, cái mùa này nhện nó quá trời nhiều không nó văng. Còn cái này là ôi con nhện nó to đùng á, dễ sợ, con nhện nó bự dữ à. Cái này là lâu lâu mình mới ra vườn, ít khi nào ra vườn lắm. Coi thằng nhỏ, cái cây này là cây mình không biết tiếng Mỹ là gì mà tiếng là anh xã mình nói cái cây này là cây hoa bướm á, cái màu tím tím đẹp lắm. Cái này nó dụ ong bướm tới nhiều lắm, bây giờ nó tàn bớt rồi các bạn, nhưng mà mỗi nó ra một bụi rất là đẹp nha. Hồ mình thích cái bông trắng nè. Rồi. Rồi đẹp ghê không. Quay vòng vòng cho các bạn coi cái khu vườn của mình ha. Này, còn đây là cái cây này, ngay trước bên hông nhà mình luôn á các bạn. Nó bự quá trời. Nó bự lắm nha, nó cao lớn. Năm nào chồng mình cũng tỉa cái trái này. Nó con có bứt cái trái này bỏ vô miệng nha, không biết cái trái này không ăn được đâu. Đó. Thấy cái trái nó đẹp không các bạn? Mà không biết cái cây là cây gì. Mình cũng dở về cây cối lắm các bạn ơi. Anh xã mình thì rành lắm nhưng mà mình không có rành. Mình bữa nay mình tới mình ra mình quay quay cho các bạn coi cho đỡ chán thôi. Không? Đẹp không các bạn? Rất là đẹp nha. Con đừng có hái coi. No baby. No chummy. Rồi, cảm ơn. Bông nó ra, cái quả nó ra chùm mà cái này không ăn được nha. Cái này cho đẹp thôi rồi. Đó, cái mùa này nó ra nhiều lắm. Đó, các bạn thấy không? Quá trời không? Cao ngất ngưỡng luôn á nha. Mà cũng không biết cây gì luôn, quá tệ ha các bạn. Mình rất là tệ. Đây cũng có thêm một bụi nữa nè các bạn. Ôi ong quá trời luôn nè. Cái cây này nó dụ ong dữ lắm. Ủa đây, cái cây này cũng cây dại luôn nha các bạn. Cái này cũng hoa dại luôn nha. Nhà mình là hoa dại nhiều lắm mà ong nè. Dễ sợ không? Ong bướm là nó thu hút ong dữ lắm. Cái cây này cũng không biết là cây gì luôn các bạn. Mà đẹp kinh khủng luôn nha, nó cao lắm, nó cao quá đầu người luôn á. Mà ong nè. Hút mật nè. Ôi, ong hút mật nè các bạn ơi. Nó mãi hút mật, nó không thấy mình. Nó thấy mình chắc nó chích cho mình một phát quá. Nó mãi mê hút mật rồi. Đẹp không? Quá đẹp các bạn ha.
Còn đây là cái hoa cúc nhà mình nè các bạn ơi. Nó dễ thương không? Cái này cũng là thuộc loại cúc dại luôn đó nha các bạn. Mình rất là yêu những cái cây hoa dại đó. Rất là dễ thương luôn đó nha. Đó, hoa cúc đó. Bữa nay là mình đi ra mình ngắm bông ngắm hoa. Ông xã nói là dạ không có thấy ra ngoài vườn chơi cho nên là thôi ra ngoài. Tại mình sợ muỗi nó chích thằng nhỏ. Đẹp ha. Ôi nó dễ thương quá nè. Dễ thương các bạn. Thương quá ha. Đi vòng vòng coi tiếp ha các bạn. Còn cái hoa này cũng vậy đó, cũng là thuộc loại hoa nhỏ li ti á. Cái này là hoa mình mua về trồng, chứ không phải hoa dại nha. Nhỏ li ti li ti. Đây là hoa cúc trắng nè các bạn. Bữa nay nó còn có một đóa cúc trắng nè. Ôi mình thích em này lắm. Đây bông cúc đẹp không các bạn? Thấy cái màu này cũng đẹp quá ha. Đây là cúc tím nè các bạn. Nó ra nhiều lắm, li ti đẹp lắm. Đẹp quá trời. Bữa nay trời rất là mát nha. Ghê không? Cũng là cúc hả? Cúc vàng. Cái này khoảng tuần sau là khoảng 2 ngày nữa là nó nở toét ra liền á. Giờ nó còn... Nó chưa có nở hẳn á các bạn. Cái bông cúc này nhiều mình tết mình mua về mình chưng á. Chưng bàn thờ xong rồi mình trồng nó xuống mà nó lên tốt dễ sợ không? Quá trời nụ luôn. Còn cái hoa này là hoa hoa màu tím mà. Cái hoa gì đây mà nó dễ thương ghê không? Cái này là tím giống như là hoa lục bình vậy á. Cái này là hoa lục bình hay sao mà. Không các bạn. Đó, màu tím đẹp lắm mà cái này cái hoa này ăn được đó nha. Cái hoa này ăn được đó. Ăn sống được. Đẹp ha. Em đẹp quá cho nên không có nỡ ăn đâu. Quá đẹp luôn. Đẹp quá trời ha. Cả nhà cùng mình coi ngắm bông thư giãn ha. Để quên đi những mệt nhọc thường ngày. Cái bụi cây này cái lá nó chuẩn bị đổi màu nè các bạn. Lá này lá đỏ. Má mình thích cái lá này lắm. Em mong thích. Cây này là cây dọc mùng đó. Cây bạc hà. Cây bạc hà mà ảnh cũng trồng cây xen kẽ với cây hoa nữa chứ. Cái này là cây hoa nghệ nè các bạn. Đẹp ha. Hoa nghệ cũng đẹp kia không. Hoa nghệ đó. Cao ngất ngưỡng luôn. Thôi có trái của nó nè. Để mình với nó xuống cho quay cho các bạn coi. Ô cái trái của nó nè. Lạ không? Đó, cái trái của nó đó. Cái bông của nó cũng rất là đẹp. Cái này là hoa và trái. Hoa và trái. Dễ thương ghê ha. Dễ thương lắm. Có giờ mình ngắm nghía từng em bông một rất là dễ thương. Hoa này là hoa, cái bông này là hoa móng tay nè không phải, đúng rồi, nó hoa móng tay hả, đẹp lắm, không biết có phải hoa móng tay không nữa. Cái bông này nó rất là nhiều màu, nó
nó rớt cái hạt xuống rồi nó ra nhiều lắm. Em này héo rồi. Đẹp ha. Thêm một em bông này nữa nè. Em bông này cũng mọc sát với mặt đất nha. Dễ thương ghê không? Mình thích những cái bông li ti nhỏ xíu vậy nè. Ồ, thấy dễ thương không các bạn? Mình ngắm ẻm kỹ á, đẹp lắm á. Mình cũng không biết tên là cái gì. Bông này cũng rất đẹp nha các bạn. Cái bụi nó dễ thương, cái màu đẹp. Mình rất là dở nhớ tên những các loại hoa. Mình rất là thích hoa, mình không nhớ tên mới ghê. Quá tệ. Ồ, cái lá này bữa nay con gì nó ăn dữ vậy ta. Lá này đẹp lắm à. Cái cây bông này nữa nè. Nó ém ra bông quá trời. Mua về có một gang tay thôi mà mới trồng có chừng năm mà nó ra nhiều vậy đó. Đẹp ha. Đây cây bông hồng này mình nè. Hồng đỏ, bông hồng đỏ đẹp ha. Mình cái bông hồng này mình có thể làm trà uống được đó nha các bạn. Cái này là phơi khô làm trà, hoặc là mình hái cái bông tươi nè, cái mình hãm với nước nóng á, mình uống cũng thơm ngon lắm nha. Đó, cái hoa hồng này đẹp, đẹp quá trời. Bữa nay ngắm hoa thư giãn quá đẹp. Hồng đẹp không? Này, cái nụ nè. Dễ thương quá ha. Con này bị hư rồi. Con bị hư rồi. Héo rồi. Bông này héo rồi. Bông này đẹp mà. Trời ơi, đẻ ghê. Rồi, còn đây là cây hồng nhà mình nè các bạn ơi. Đó, cây hồng nè. Chắc hái được rồi quá. Chiếu sơ cái hồng cho các bạn coi ha. Đi vô lấy cái rổ hái mới được. Quên sao đem theo cái rổ. Ồ, mùa này nhện nhiều lắm nha. Đi đâu cũng thấy nhện hết. Đó, ở cái hồng nữa chín rồi nè. Chín đẹp không? Này phải rủ ông xã qua hái quá. Nó ra trái chín đẹp ha. Bây giờ chắc hái được rồi.
đẹp không? Cái này chắc chừng 2 ngày nữa, 2 ngày nữa thì nó mới chín vàng, nó cũng chưa có được chín lắm đâu, có vài trái hồng hồng thôi à. Trái này nứt trong này, trái đẹp quá. Em bước thử. Đẹp ha. Cái này phải vô lấy cái rổ đựng. Cái hồng này ăn ngọt lắm. Cái này nó cũng chưa có chín lắm đâu. Nhìn nó vậy chứ chưa chín, khoảng chừng 2 ngày hay 3 ngày nữa thì nó rất là đẹp, ra hái ăn được. Bữa giờ cũng hái lai rai á, nhưng mà nó đẹp hơn, nó còn chứ chưa có chín hẳn. Nhà mình có 2 cây hồng nha. Nó cũng nhỏ à, không có lớn đâu, nhưng mà trái cũng nhiều lắm. Trái ăn mấy đợt mới hết á. Chiếu tổng quan cho các bạn coi ha. Đó, cây hồng á, chiếu xa ra mới thấy được, nó xà xuống dưới đất luôn nè. Trái á, ông xã mình bận quá cho nên là không có dựng nó lên được, mình cũng không có biết làm sao. Trái này đẹp quá ha. Trái đẹp quá, trái này chín rồi ha. Chưa có chín lắm nè, từ từ. Trái này nó cam hơn. Trái này cam hơn. Trái này cam hái được dễ. Cái hồng á mình hái bằng cách mình vặn nó ra là được rồi, không cần dao kéo. Đó. Đẹp không? Đẹp quá. Trái này cho các bạn coi nha. Mình rất là thích hái. Trái này chưa được đâu, nó còn xanh lắm. Trái này nó bị gì vậy? Không sao, mấy cái trái mà nó không có được hoàn hảo đó, nhưng mà nó rất là ngon nha. Mấy cái trái chút xấu là ăn ngon nha. Trái này chín. Ôi trời, đứt luôn cái cằm. Đẹp quá. Để đây chút nữa là mình hốt nó vô hết luôn. Đây nè, trái này sát dưới đất nó hư rồi quá. Quá đẹp. Hái thêm vài trái nữa. Trái này chín chưa? Chín rồi. Hái dễ lắm, bứt ra một cái rồi nó ra liền ngay tức. Trái này chưa được, còn xanh lắm. Trái này
rủ mấy đứa nhỏ ra mà tụi nó mới đi học về á. Nó rủ nó ra, nó nói mami kiến không à, nó không chịu ra. Thế là mình phải đi hái một mình. Trái này nó muốn bị hư rồi. Mấy trái này ăn nó mới ngọt. Cái này nó hư rồi. Nhưng mà mình cắt bỏ cái khúc này đi mình ăn nó ngon lắm nha. Trái này. Giờ ra ngoài vườn nó mũi dữ lắm nha. Cho nhỏ nó vô nhà rồi. Trái này đẹp quá ha. Nhưng mà nó hơi bị nám nám một chút. Trái này chưa được. Trái này cũng được. Đẹp ghê không? Cái này cũng được. Đẹp quá ha. Trái này quá đẹp à. Trái này chín đẹp quá nè. Nãy giờ mới thấy một em này đẹp nhất á. Em này đẹp quá à. Em này chín đẹp quá. Mũi quá. Ôi, mũi chích sưng cả người. Cây này là cây thứ hai của nhà mình nha. Nhà mình có hai cây hồng. Trái này đẹp quá trời. Mình đã hái được một rổ nhiêu đây thôi, không? Hôm qua mình đã hái trước hai rổ rồi mà bây giờ hái thêm. Hôm qua quên quay phim, bữa nay quay. Rồi hái thêm một ít như vậy. Đó, nhưng mà mình cắt một dĩa hai trái để mà ăn trước. Cho mấy cha con ăn sau tự cắt. Nó ngọt kinh khủng quá. Biết sao không, trái chín cây á, mình hái xuống ăn nó ngọt giống như mà ướp đường vậy á, mà ngon dữ thật. Con một trái đường được không mày? Cái này để thêm. Cái này trái đường. Ăn nữa không ngon? Đây, phát biểu cảm tưởng thôi. Con biết trái này trái gì không? Trái hồng. Ok, bye bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua ha. Ăn đi. Chào tạm biệt. Hả? Còn nữa mua mày. Mua nữa hả? Ăn. Ok bạn.